Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bất ngờ với điểm trùng hợp đặc biệt về các bóng hồng xung quanh danh hài Hoài Linh. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sinh năm 1969 và đã hoạt động nghệ thuật lâu năm ở làng giải trí trong nước, hải ngoại với nhiều vai trò như danh hài, diễn viên, MC, giám khảo game show, ca sĩ, nhạc sĩ. Bên cạnh một sự nghiệp vẻ vang, anh là người khá kín tiếng về đời tư. Với những mối quan hệ thân tình cả trong cuộc sống lẫn công việc, Hoài Linh có một cơ duyên đặc biệt với những người phụ nữ tên Hương. Vợ cũ Thanh Hương. Trong một lần vô tình, ca sĩ Dương Triệu Vũ, em ruột Hoài Linh, đã để lộ bức ảnh cưới của anh trai được treo trong căn nhà bố mẹ đang sinh sống. Đến năm 2016, tấm ảnh cưới rõ ràng của Hoài Linh được chính MC Kỳ Duyên chia sẻ. Ảnh cưới của Hoài Linh và vợ cũ Thanh Hương. Qua tìm hiểu được biết, Hoài Linh từng kết hôn với người vợ đầu tên là Thanh Hương, quê Bến Tre vào năm 1996. Cả hai bén duyên từ khi nam danh hài chưa nổi tiếng và hay đến quán karaoke mà bà xã làm việc để hát. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Hoài Linh được đích thân nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào đứng ra làm chủ hôn. Anh cũng mời rất nhiều nghệ sĩ đình đám như danh ca Thanh Tuyền, nghệ sĩ Chí Tài đến chung vui. Khi xuất hiện trước quan khách, vợ cũ Hoài Linh được khen ngợi xinh như hoa hậu và cũng tạo được thiện cảm bởi sự hiền lành gần gũi. Tuy nhiên, vì hạn chế của phương tiện truyền thông thời điểm đó nên rất ít khán giả biết đến sự kiện này. Sau gần một năm kết hôn, Hoài Linh bảo lãnh cho Thanh Hương sang Mỹ, không hoạt động nghệ thuật giống chồng, nhưng cô tạo mọi điều kiện để ông xã được duy trì và phát triển đam mê. Một lần hiếm hoi nhắc về Thanh Hương, Hoài Linh thừa nhận vợ đã hy sinh cho anh rất nhiều và bỏ ngoài tai nhiều lời đồn thổi. Dù có con chung và từng rất hạnh phúc, song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 14 năm rồi đường ai nấy đi, không rõ nguyên nhân. Sau này Dương Triệu Vũ bật mí thêm, chị dâu cũ đã có tổ ấm mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình anh. Đồng nghiệp thân tình Việt Hương. Việt Hương và Hoài Linh một thời là cặp đôi ăn ý và từng kết hợp với nhau trong nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình và game show. Ở bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên, cả hai đã gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai vợ chồng sáu bảnh và từng khiến không ít khán giả lầm tưởng có mối quan hệ tình cảm thật ở ngoài đời. Khi nhắc tới đàn anh, Việt Hương luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính nể. Lúc tôi ở Việt Nam, anh Linh về nước và mời tôi tham gia các vở hài kịch. Sau này tôi qua Mỹ định cư, anh cũng dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi. Chắc anh thương vì tính tôi thẳng thắn, ruột để ngoài da, không quanh co. Tôi không thích sẽ nói thẳng với anh và giải thích rõ ràng. Tôi nhớ hai anh em đi diễn ở xa. Sáng anh dậy bảo nhân viên pha cho chị Hương ly cà phê vì tôi nghiện món này. Anh phải thương tôi lắm mới biết rõ sở thích của tôi. Việt Hương thân tình với Hoài Linh cả ở trong cuộc sống lẫn đời thường. Về phía nam danh hài, Hoài Linh luôn nhắc nhớ về Việt Hương là một người rất đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong những lần chia sẻ thông tin của cả hai lên mạng xã hội, ít khi nào anh sử dụng tên nữ danh hài mà luôn gọi đồng nghiệp thân tình với cái tên như bà xã, vợ sáu bảnh. Tuy nhiên khoảng 1-2 năm trở lại đây, cả hai ít kết hợp trong công việc như xưa. Việt Hương giải thích rằng tôi và anh Hoài Linh cũng ít khi diễn cặp, ngồi chung chương trình với nhau bởi vì tôi và anh Hoài Linh ráp lại, nhà sản xuất mờ không nổi nên tách chúng tôi ra. Không chỉ Việt Hương, Hoài Linh mà Trấn Thành, Trường Giang phải tách ra vì game show bây giờ quảng cáo ít, chúng tôi tách ra để làm chủ một game show nhất định. Phải chương trình lớn lắm mới mờ tất cả chúng tôi được, tôi muốn trả lời thẳng thắn cho khán giả biết việc này. Con nuôi Phạm Hương. Hoài Linh từng là người thầy, cha nuôi nâng đỡ rất nhiều tài năng trẻ của làng giải trí. Trong số đó có Hoa hậu Phạm Hương, mỹ nhân đất cạn kể rằng thời điểm mới vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đã được nam danh hài 6X hỗ trợ rất nhiều và ân tình đó khiến cô luôn coi Hoài Linh như người cha của mình. Trong một vài lần hội ngộ tại các sự kiện chương trình truyền hình, Phạm Hương và Hoài Linh luôn thể hiện sự thân thiết quý mến nhau. Nhưng từ khi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 sang Mỹ lập gia đình và sinh con, cô ít khi nào nhắc về mối quan hệ với cha nuôi nổi tiếng. Thời gian qua, Hoài Linh làm dậy sóng dư luận với nhiều câu chuyện liên quan đến việc làm từ thiện giúp đỡ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trong lúc này, những người phụ nữ tên Hương có liên quan đến cuộc đời anh đều chọn cách im lặng để sự việc không thêm phần ồn ào. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới
để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.